Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chơi một game kinh dị bắn ma. Game này mình đã chơi bản demo rồi nha, và thử các chế độ chơi. Hôm nay là bạn phát hành chính thức nha, nhưng mà có vẻ là mình thấy bị ném đá nhiều nha. Nhân vật bây giờ xấu hơn trước rồi, không có chỉnh được cái gương mặt đẹp như trước ha. Và một số trang phục bị loại bỏ rồi. Kiểu tóc cũng vậy nữa, bây giờ mình thấy còn có một kiểu à. 2033年4月8日 giống như một cái việc cải tiến lùi vậy. X基因科技的第七生化研究所 根据物流记录显示 这里是引发Z型传染病的药剂样品发货地 现在 这里是一片狼藉 人员应该已经全部撤离了 但愿我能找到一些线索 什么声音 Có vẻ đợt chơi này không khác gì lúc trước hả? Mình thấy nó cũng không thay đổi gì mấy. Mà có điều hình ảnh vật lý của nó làm thô hơn trước rồi. Không có nhìn nó ngầu ngầu như trước hả? Có lẽ họ chỉnh lại cái đồ họa. Nhìn nó giống như kiểu tính chất game điện ảnh hơn á. Để con này không sống lại thì đạp nó nha. Đạp nó trước thì đỡ lắm nha. Đó này nói cũng nói là để tấn công những cái con này thì phải đánh vô đầu tụi nó. Có vẻ đợt chơi này họ đổi cái giao diện của game luôn rồi. Nó u tối hơn à. Trước đây có con zombie mà. Bỏ luôn à. Left and test, right nút am ha. Thao là second daily attack. Ê, gì vậy? Ô, combat gì nó khác hay trước à. Bây giờ ném là chuột giữa luôn nha. Khi có một con dao thì bạn sẽ chống được một đòn tấn công cận chiến của mấy con quái nha. Nên lấy con này sống lại nè, nhưng mình xử nó rồi nha. Có vẻ cái phòng này bây giờ phòng nghỉ ngơi, bây giờ họ làm ở bên đây rồi. Thì trước cái phòng nghỉ ngơi nằm ngoài kia á. Ủa kỳ này có thêm cái phòng ở đây nha. Thì trước là không có. Đây到处都是变异的人，千万不能被他们传染。
Mà nói đến giờ vẫn là vũ khí tấn công bằng dao là mạnh nhất à. Sợ lây lan thì tốt nhất là nên đạp tụi nó luôn ha. Lát nữa sống dậy ha. Phần chơi trước là mình nhớ tụi nó sống dậy, còn cái phần này không biết nó có sống dậy không. Để đi thử tiếp hay sao đó. Ủa, thì trước có mật khẩu đây nha, 5678 ha. Giờ các bạn không đổi à. Thì trước sau khi nhập mật khẩu xong thì bọn này nó sống lại. Ô, kỳ này có cái cửa ở đây nha, kỳ trước không có à. Hồi 50% máu, hộp đạn. À, thêm một cửa nhỏ thôi, chứ không có gì thay đổi khác mấy. Thôi như mình ơi. Thôi như mình nói tụi nó sống lại ha. Bây giờ tụi nó có khả năng bò luôn rồi. Đây là cái lựu đạn nha. Quýt bon sắt cút là một, hai item sắt cút. À, quýt sọt nè. Mở quýt sọt ở đâu vậy? Rồi, một là mở vũ khí sắt cút ha. Hay là chọn nhanh ha. Đây là chọn đồ nhanh ha. Hơi bị lỗi là nó đi xuyên ha. À, đúng là cái thẻ mở phòng nghỉ ngơi để sell game các kiểu ha. Ồ, kỳ này có thêm cái con này nó chui xuống đây nữa. Thì chứ không có ha. Thôi vô đây là nghỉ ngơi, sell game lấy được thêm trang bị item mới nha. Chế độ dễ thì có thể cất nói đồ rồi bỏ vô đây bớt ha. Nhưng mà có vẻ là nó không có giới hạn ở đây nên mình cũng chả cần cất đâu. Và đây là thay đổi item ha. Có vẻ ở đây là được thêm mấy cái tóc rồi. Nhưng mà có điều mặt nhân vật nhìn giờ hẻo quá nha. Không giống như xưa ha. Họ sửa theo cái gương mặt giống chuẩn người Trung Quốc. Nêu ha. Ôi, giờ mình sẽ đi tiếp ha. Ở đây bây giờ cực kỳ hao đạn. Bắn phải tiết kiệm, dù là chế độ dễ cũng khá là khó. Tụi này mất tay mất chân rồi vẫn có thể chiến đấu à. Dù khi là mình phá hủy cái đầu nữa. Còn mấy cái con nhảy nhảy này nó rất là khó phá cái đầu nữa. Vẫn còn con nữa. Xưa nhớ đây có hộp máu. À đúng rồi. Này cất súng rồi cắm cái đạn pin nó có thể nhảy qua xa. Đáng lẽ là mọi người phải đứng ở phía bên kia nhìn qua bên đây để bắn vô cái này nè. Mở khóa cái shotgun.
Nhưng mà mình đứng ở góc này không ngờ cũng mở được. Tóm lại tiết kiệm đạn cũng được. Con kia nó thấy mình, nó thoát rồi. Khi mà chúng ta bắn súng á, nó gây âm thanh nồn, thu hút mấy con zombie lại. Phòng này phòng nghỉ ngơi, sell game ha. Rồi nghỉ ngơi và sell game ở đây. Bây giờ có vẻ là phá nó khó hơn trước rồi. Đó, nó giống như nó gài người vậy. Rõ ràng lại không có zombie. Mà đi phá hai cái này á là nó sẽ lòi zombie. Mệt. Mà bây giờ không có mong bao kia là chơi với đồ dễ thì không sợ hao đạn mấy ha. Còn chơi với đồ khó là phải tiết kiệm từng viên đạn rồi đánh cận chiến ha. Mật khẩu luôn ha, được dán ở đây nè, mình cũng đỡ đỡ. Rồi bấm nút ở đây để mở cái cửa ở đây ha. Học rồi. Đây mới đúng à. Đó, mình mở được cái cửa đó ha. Lấy cái hộp đồ với hộp đạn bên đó nha. Chứ mình biết là mình cày nha. Ngày xưa lựu đạn mạnh lắm. Lựu đạn chỉ cần A few moments later. Cuối cùng cũng qua được. Ngày xưa có kỳ mình nhảy sắp mặt chưa xong. Đồ không có, có đạn. Băng đạn. Rồi xuống đó từ từ lấy được nha. Bây giờ lúc này thì chưa lấy được đâu. Rồi ở đây có hai cái cửa. Thì khu vực này hiện cũng chưa đi được ha. Có đi được khu vực này thôi. Bên đây cũng vậy nè. Đây là không thể nào bắn để mà mở ra hết à. Có phá tường thôi. Nhảy qua cũng cực khó luôn. Khi có sell game mà mọi thứ ok thì bắt đầu nhảy ra. Hết máu rồi. Hết mấy viên đạn. Càng bắn đạn thì tôi nói càng nghe âm thanh càng tới nhanh hơn. Đây cần cái thẻ xanh. Nhưng lẽ đây là phải ném lựu đạn nè. Đó. Nhưng mà sai lầm nhất là ném lựu đạn ở đây ha. Nó mất cái chai lựu mìn để mình Đây sao nó khác cái bản gì trước à. Bản gì trước không có cái này à. À, cái sai lầm của mình là đỡ xài sai đạn rồi. Bây giờ phải la lại ha. Sai đạn là ném xuống đây để mở cái căn phòng bên đây ha.
Ê, cái khó là lựu đạn có một à. Mình phải đi lại khúc này để giữ lại một trái lựu đạn ha. Rồi để ném xuống đây này. Cái bọn bay bay nó khỏi bay bước ở đâu à. Thì cũng mệt lắm. Nhiều khi đai nhảm mất máu nhảm à. Mình nên lóc ở đây để ra lại cái khu vực lúc đầu á. Đó khu vực ở đây nè, mình sell game ở đây nè. Đó sell lại ha. Trước khi mà sử dụng cái lựu đạn để mở cái chỗ đó ha. Đâu rồi? Sót. Khó là mỗi lần thất bại là phải làm lại. Chính xác. Xong rồi nên sell game lại cho an toàn ha. Bắt đầu nhảy, từ trên kia nhảy xuống ha. Cực kỳ khó luôn. Nó mở cái cửa đây nè, nhưng mình không có nào mình vô cái cửa này hết ha. Thì cứ từ bên trong mở ra thôi. Này cái gì vậy ta? À, anh đem mẫn hả? Hồi trước không có nha, hồi trước này mới thấy luôn á. Anh ra cũng quan trọng rồi, chứ mình đi nha. Nhớ cái phòng này trước cũng không mở được. Thang máy hư rồi nha. Đó. Nhiệm vụ bây giờ phải nhảy từ đây qua đây nha. Ê. Tạch. Đây này, cái này là khó này. Trước là phải nhảy qua đây ha. Múc đống máu, sau đó là xuống đây ha. Đó. Coi như là đi được rồi nha. Lấy được máu mìn, trái mìn, bơm, hộp nước ăn cho cá hả? À, kim chỉ, sửa đồ. Rồi bị gách thì sửa lại nha. Lon coca, hồ thể lực. Thêm hộp đạn ha. Rồi hộp đạn ở đây nữa nha. Nó cho bất kỳ đạn lại đạn nào nha. Đó, chỉ có vậy thôi đó. Mình phải hao tâm tổn tướng các kiểu à. Nước khó à, không cần thiết đạn nhiều hay chơi chế độ khó rồi đừng có thử nhảy cái này à, mất thời gian à. Đây có cái phòng này lạ mình chưa thấy bao giờ luôn. Cái này cần mật khẩu à. Cái tim mệt bỏ. Mình nghĩ chắc từ từ cũng có mật khẩu đi đi vô. Bây giờ đi tiếp cái cốt truyện à. Không xuống đây nha. Nhớ sell lại hoặc đi ngược lại nha. Đó chơi này chịu khó sell lại. Nó không có tính lần sell nên cứ thoải mái đi. Vậy là họ mở rộng cái khu vực này ra thay đổi nhiều quá. Không giống như trước. Cái khu vực nhảy xuống cũng vậy nữa nè. Hơi khác chút hả? Cái này nó cũng khác nữa. Này thu hút zombie nha. Tất cả zombie sẽ bị knock out.
Cửa này đi không được rồi. Ở đây không có con mớ zombie nữa. Cái cục này là lại đánh dấu bản đường á. Ra mình cũng đâu có xài tới. Không khóa cái cửa bị khóa lúc nãy bên đây này. Nên nó lại gần là tụi nó ủi mình ra. Sao để phán đoán chính xác thì theo mình. Âm thanh á. Nghe âm thanh của tụi nó. Không nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi thì có một hộp đồ hay một cái item gì đó. Trước mấy cái toilet này mình cũng chả quan tâm đi vô làm cái gì. Không có gì. Có bằng bên này được cái toilet có cái hộp đạn. Cũng khá giống như trước. Hey, trở về cái khu vực lúc đầu hả? Nhưng mà cái khu vực lúc đầu thì nó không mở cửa được ha. Đây thêm một cây rìu nè, mã là 6090. Để mở cái đó. Bạn nó ở đâu? Cùng láp kiểm tra có người giống như bị lên cơn ha. Ta đi gì đó nè. Cái này cái người đã bắt cái cô gái mà trong cái căn phòng nó bị khóa mã số á. Đây là reset cái mật khẩu của cái phòng data room này không không để cứu cái vô cứu cái cô gái nha. Sáu không chín không ha. Cà vạt. Cửa này tới đây không mở được rồi. Mà ra đây là quái mở rồi. Được cái giờ gài đạn nhanh hơn trước ha. Dễ. Hết dao rồi. Ủa ha. Hết dao nha. Vậy nó mới đánh mình được. Phòng này không có gì. Sao gọn con vậy? Nữa. Quá.
Là mấy cục ngọc này để sau tổng kết điểm có thêm tiền. Mấy con về sau là có ngọc ha. Cửa nóc là không mở được nha. Mình reset vách quật ở cái phòng đó rồi nha. Cái cô gái bắt chói nãy là bị biến thành con quỷ rồi nha. Yếu vậy? Hôm nay là cái cô gái nó bị thanh toán rồi nha. Bây giờ mình lấy thẻ xanh. Thẻ xanh thì có hai nơi để xài nha. Sẽ nhớ save game lại. Như hãy xanh bên đây. À đây nè. Đây, bỏ hãy xanh vô nha. Wow, đồ nặng đến 110 là. Không lấy thêm được nữa nha. Bây giờ có vụ giới hạn đồ nữa nè. 910. Không hiểu gì. Thì mình vẫn lấy được kìa. Cửa này là thông ra ngoài cái chỗ ban công nhảy nhảy lúc nãy nè. Nó có thể dẫn vô đây à. Con này khó chết lắm. Khi lấy được cái ngọc trên đầu nó thì may ra. Đây cái bách quật. Trời lời không khống chế được cái gì nha. Này bị bung rồi nha. Này xuống dưới mình không có chọn được những cái tùy chọn ở đây nha. Chỗ này bị bung rồi. Rồi nãy bị bung mình phải like game mình chơi lại nha. Mã là 1180 nha. Không có cái controller nào ở đây ha.
cái cục nổ toàn bộ zombie. Mình chưa vô đây mà. Nhớ cái dãy phòng cũ này cũng không có cái gì ở đây nha. Chính xác luôn. Đây có hai trái bom. Có một cái mật khẩu ở trên cái tấm hình. Không hai một không nè. Cái test nó cũng giống như đợt trước mình chơi, không có thay đổi nha. Trước mình cũng có dịch trong video, nhưng mà bách bay bây giờ bị báo full, không cho được nữa. Có vẻ bây giờ họ giới hạn bách bay hơi bị nhiều. Full đạn rồi, full máu luôn. Ui da, quên mất cái vụ này. Rồi một thấy chúng ba con luôn. Có cái phòng này là mới nha, thực sự kinh khủng. Ở đây không có sóng điện thoại, vệ tinh cũng không kết nối được. Tôi cảm thấy như có người đang cố tình chặn chúng tôi. Vừa được thông báo là có đoàn xe đến đón chúng tôi sơ tán khỏi phòng thí nghiệm, nhưng không ở lại nơi chết tiệt này thêm một giây nào nữa. Tình hình ở đó thế nào, bạn nhận được thông báo này hay không? Tôi nghe nói rằng một số người trong phòng thí nghiệm bị biến hình quái vật sau khi thí nghiệm của tiến sĩ Ryan, mà còn nhiều người bị qua đời ha. Điều đáng sợ là có thể quái vật chạy quanh cơ sở an ninh giảm giữ mọi người một đang bị giam giữ một cách điên cuồng. Tin đồn mới nhất là những con quái vật đang mang một căn bệnh khả năng lây truyền cao, biến những người khác thành sinh vật giống như chúng ha. Ngồi ký theo cả tháng này tôi làm việc cực lực. Tôi nghe nói chuyện gì đó xảy ra trong thí nghiệm và toàn bộ nơi này bị cách ly. Mọi người đều hoảng loạn đến mức một báo cáo viết về chuyện đó đã có. Để tôi kể nghe một vài ba điều, một điều không nói gì cả. Tôi nghe từ anh giống cái anh trả trong phòng tiếp tân gần đây có một số người dưới mực. Rất nhiều người đến bị đánh phòng thí nghiệm thông qua kênh vận chuyển hàng hóa từng đợt một. Có vẻ như tất cả bọn họ đều bị bịt đầu mối và không có vẻ gì là họ làm một cách tự nguyện cả. Tôi nghi ngờ điều đó có thể là... Thôi quên đi. Chúng ta đừng có bàn về nó nữa. Cái áo mới à. Một mục tiêu này thì nhớ mật khẩu rồi. 4 nè, 6 nè, 9, 3 nè. Ủa? Đúng không? Phải 4693 mà viết ngược lại ha. 4693 394. Ê, 3964 chứ. Đi ngược lại nha.
Mọi thứ đều full rồi. Nhiều quá nó cũng không có mang theo được hết nữa. Cái bộ lấy cái này nó cũng được tính nữa. Đạn shotgun rồi cái gì cũng vậy, bây giờ bị giới hạn quá trời luôn. Rồi sell à. Rồi ở video này mình chơi tới đây ha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở phần chơi tiếp theo ha. Chào mọi người nha.